YouTube Đăng Hữu Nghị kính chào toàn thể các bạn xa gần. Hôm nay Hữu Nghị đã có mặt tại chợ A Lưới, huyện A Lưới. Các bạn nhớ đón xem nha. Bây giờ mình nghe kể là thấy ghiền rồi. Có nhiều cái món hàng, cái mặt hàng mà người dân bản địa ở đây bán mình không biết được. Nên chứ bây giờ mình sẽ đi một chuyến cho các bạn biết nha. Đây, Hữu Nghị đang đứng tại chợ A Lưới. Bây giờ là 5:30 chiều rồi mà trời còn nắng dữ lắm. Trời cũng sắp mưa rồi. Chắc là mưa giông đây. Nhưng mà mình tranh thủ đi để cho kịp, không thôi. Ok, trả tiền. Đây, các bạn cùng đi tham quan nhé. Có nhiều cái mà mình không biết được. Ha. Đi xe thì nó không hay, mà đi bộ đi để cho mọi người xem cho rõ hơn. Đây cũng sầm uất lắm, tất nhiên buôn bán rất là nhiều. Ở trong này là trong chợ nhé, nhưng mà mình đi ở ngoài trước đi rồi mình đi ở chợ sau. Ở đây có cái mặt hàng gì mình thấy lạ lạ nè, mình tới đây mình quay cho các bạn thấy nè. Chú cho con hỏi cái này là gì chú? Cái này nè, nấm lim xanh đấy hả? Ôi trời, các bạn thấy không, đã không? Trời ơi, cho con quay xíu ha chú ha. Đây các bạn ơi, tại chợ A Lưới nha. Đây là người dân bán nấm lim xanh. Các bạn biết nấm nào là nấm nuôi và nấm nào là nấm thiệt không? Đây các bạn để ý nè ha, các bạn để ý này, cái nấm mà nó mọc từ dưới cây lên đó các bạn á, này là có đất và người ta bẻ từ trong cái thân cây nó ra. Đây các bạn thấy nhé, đây là bẻ này ha. Cái này mình bán một ký hay mình bán sao chú ạ? Một ký nó khoảng nhiều tiền không chú? Cái nấm nó có một cái dù đẹp không này các bạn. Đây mình cũng biết sơ sơ về cái nấm lim xanh này để trị bệnh ung thư. Đây, trị bệnh ung thư đây. Đây, các bạn nào muốn mua thì Hữu Nghị sẽ... đây, quảng cáo cho các bạn thấy nha. Các bạn tới đây tự mua luôn chứ không cần phải qua tay ai hết. Chú cho con hỏi cái này bao nhiêu tiền một ký chú? Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Cái này mình lấy từ rừng ở đâu chú ạ? À? Dạ. À rồi, biên giới Việt Lào mình đó ha. Đây các bạn thấy không, nấm mà nó có cái mũ vậy á là nấm lim này đó, các bạn thấy không? Lim chi đất. Lim chi. À, nấm lim xanh. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi. Các bạn ơi đi nữa thôi. Đây. Các bạn đây, đây là người dân bản địa đang bán những cái món hàng mà từ nhà đem ra và từ rừng đem về. Kính chào toàn thể các cô bán hàng. Cái này mật ong rừng. Mọi người thấy mật ong rừng không? Đó. Ai muốn ăn mật ong rừng thì hãy đến chợ A Lưới, huyện A Lưới nha. Chợ A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mật ong rừng tự nhiên. Thấy cục mật ngon không? Thấy kèm. Ở đây là chanh dây. Ủa cái này mình bán cái gì hả? À cái này cũng mật ong. Nhưng mà cái này là cái nhị của nó đúng không? Cái nhị vàng vàng đây đúng không? Rồi con. Ba luộc trong mật ong. Ba. Cái nồi là tách ra trong mật
ông đi. Sao mình để cái con trong này? Thì mình còn thì còn bay thì mình bỏ vô chung luôn. Không, mình phải lấy chứ. Thì mai một mình lấy. Để về nó tội ha. Mình để cái cột mặt là họ biết rồi. Đây, còn đây là chanh leo nè, chanh dây á. Các bạn thấy không, cây nhà lá vườn đó. Và ở đây đặc biệt cá suối sấy khô. Anh em nào muốn ăn alo Hữu Nghị hoặc là tới chợ A Lưới này tự mua luôn nha các bạn. Đây, cá sấy khô, cá suối. Các chị em có mạng cứ mở lên kênh YouTube Đặng Hữu Nghị là thấy nha. Đúng rồi, YouTube á, Đặng Hữu Nghị. Rồi bye bye thôi, bye bye. Đây đi nữa nào, còn cái này măng. À, bơ. Đây là mình quay bên trước nha, còn bên kia là bán những hàng lưu niệm rồi, những qua. Wow, đã chưa? Xin chào, xin chào. Đây, xin chào các cô bán hàng. Đây là những con mà gọi là rừng núi thiên nhiên tự nhiên. Ai? Cái này là gọi là con gì ta? Ếch xanh. Ếch xanh. Anh em nào muốn mua ếch xanh thì hãy đến chợ A Lưới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. À, bây giờ đi một mình thì không thể mua được. Nhưng mà quảng cáo để cho tất cả thế giới đều biết chợ của mình và đến đây mua ủng hộ. Và ở đây còn nhiều không? Nhiều không? Nhiều. Qua. Wow, đã chưa? Nguyên cả bao luôn nè. Cái này mình bán bao nhiêu một cân? Hay là mình... cân 120. Dạ. Yeah. Anh em nào có giá luôn nha. Mình nói giá để cho các anh em dễ mua nè. À, nếu người lạ tới á, thì lấy 100 thôi. Mà người quen là lấy 120. Ha. À. Hơi giỡn giỡn cho vui xíu. Họ nghe là một cân 120 các bạn ơi. Mà cái này thì cái này khoảng 2 lạng thôi à. 2 lạng. 2 lạng là 5 con. 2 lạng là 5 con nhưng mà một cân thì nhiều đấy. Trời ơi, nhậu cả làng luôn đấy. Ha, à, mình đi nữa nha. À, giờ này đang buộc nó hả? Dạ, bán rồi buộc lại à, bán tiếp. Rồi. Còn mấy con gà này bình thường rồi. Yeah. À, mình quay mấy cái con ở trên rừng này cái nè, đặc sản. Đặc sản của người dân đồng bào A Lưới. Ở mình đây là gọi là cái gì, ở dưới Nam Đông á thì người ta gọi là đồng bào dân tộc Cà Tu. Còn mình ở đây là có Cà Tu không ta? Đó. Ta ôi này. Ta ôi, ở đây là ta ôi thôi hả? À. Ở đây tà ôi là nó đi liền vô với trong Phước Sơn, Quảng Nam là tà ôi nhiều lắm. Tại vì mình cũng có đi ngang đó rồi, nhưng mà không có quay phim. Ở Quảng Nam à? Dạ, ở Huế. Nhưng mà đi trầm, một thời đi trầm vào đó biết. Thôi bye bye nha. Qua wow, đã chưa? Ếch rừng các bạn ơi. Ếch rừng tự nhiên. Đây, anh em nào muốn ăn ếch, ếch rừng, cái này ếch rừng chín cống nha. Ồ, cái này mình đi về luôn hả anh? Dạ. Này mình đi trên rừng về luôn hả? Dạ. Cái này là ếch rừng chín cống nha các bạn. Ba bình thu. Cái này mình bán cân hay là bán sao anh? Bán cân. Bán cân. Còn tươi xanh luôn nè. Đấy, còn tươi xanh luôn nè. Còn tươi xanh. Này là gọi là ếch trò đây nhá. Hết chờ đây. Đây mình bán một cân bao nhiêu anh? Và đây nấm. Nấm này. Ồ, củ mì to chưa? À. Đây, cái này là hết chờ đấy. Ồ, cái này mình làm xong rồi đây hả? Wow. Cân cái này cân bao nhiêu? Con này này. 250. Đây anh em ơi, có giá đàng hoàng, anh em cứ việc tới đây mua thoải mái. Không có sợ đâu nha. Nhiều chỗ người ta còn bán thấp chứ ở đây người dân ở đây không bán thấp. Rồi, cảm ơn. Qua. Wow.
Đây, mấy người ơi. Nặng 20. Cá lấu gai. Một lạng 20, tự nhiên là ký 200. Ủa, con đã và con to ghê không? Wow. Và ốc. À, ốc này, ốc này đặc sản trên rừng nè. Đó, đúng. Ốc đá đây, ốc đá anh em ơi. Trời ơi, cái này mà bỏ ớt, bỏ xả và bỏ ruốc vô nữa là nó thơm. Chặt đít hút. Mua mấy cân hả? Qua ớt là còn nguyên bao vậy luôn hả? Dạ. À, sao mình không bỏ ra ngoài bán ta? Lấy rồi từ nhà hàng. À, nhà hàng lấy hết luôn hả? Dạ. Trời, mình đi trễ xíu là nhà hàng đem về. À, các bạn thấy không? Đã hồng măng. Măng chuối. Có mật ong nữa. Thấy mật ong hay không? Thấy không? Các bạn thấy mật ong chưa? Đây. Anh em nào muốn hả? Ờ. Cái này mật ong này mình bán bao nhiêu một chai? 100. 1,5 lít. Mấy trăm? 400. Đây các bạn biết này, mật ong thiệt á là nó có ga nha, các bạn thấy ga nó lên không, bọt nó lên nè. Còn mật ong nuôi á là nó không bao giờ có bọt này nha, các bạn nhớ để ý. Và cái chai nếu mình để lâu là bóp nó cứng lắm. Nó cứng lắm này, nó cứng ghê này, ta bóp không vô này, các bạn thấy không? Hiểu không? Ga nó lên. Vậy là mật ong thiệt nha. Tại vì Hữu Nghị nhìn là biết rồi này, không cần thử đâu. Mà mình mở ra mình ngửi là nó thơm lắm. Mật này rất là thơm. Đây, anh em nào muốn mua những cái vật Hữu Nghị quay lên đây rồi, các bạn tới đây mua thoải mái nha. Cảm ơn các cô nàng bán rất là dễ thương. Wow. Đây, các bạn biết con này không ta? Biết con này con gì không? Con gì? Cái này con gì vậy? Đại kỳ nhông không? Đại kỳ nhông không ta? Con tắc kè chứ. À, con kỳ nhông. Con này. Ếch đá. Ếch đá. Ếch đá, ếch này trên rừng nha. Trên rừng. Ừ. Còn con này, con cà nhông. Ôi, mà tại sao mình lại bó cái tay nó ngược vậy ta? Nó bị sao? À, nó chạy phải không? Sợ nó chạy mình bỏ ra là nó chạy mất tiêu. Ồ. Nó chạy rất là nhanh. Nó có cắn mình không? Cắn lại rám. Ôi trời ơi. Đó, anh em thấy không? Lạ không? Những cái món này là cây nhà lá vườn từ rừng núi nha. Đây, mọi người thấy chưa? Cảm ơn các cô nàng bán hàng rất dễ thương. Chị cho hỏi con đó con gì vậy? Con ếch. À, con ếch mình phơi vậy đó hả? À, mình phơi khô. Thả vô đi em mệt rồi. Phơi khô này để lâu được đúng không? Được. Các bạn thấy con ếch mà phơi khô không? Đó này. Này ếch núi. Đúng, chính xác. Cô ấy biết mình là gà trống nuôi con. Đây, và đây là cá suối tự nhiên nha các bạn. Con to ghê ha. Cá suối. Đây trong đình nha các bạn. Trong đình này bán những cái món ăn. Đây, bà con ơi. Trên đây mặt hàng gì cũng có nha. Đẹp không? Chợ lưới đẹp không chú? Dạ đẹp, quá đẹp. Đây, quý bà con ơi. À, muốn mua những cái vật dùng như thế này các bạn tới đây nha, đủ loại hết á. Giờ nói anh nói tổng lại thôi. Dạ. À, chương trình YouTube Đặng Hữu Nghị. Dạ, mà phải 1-2 ngày sau mới đưa lên được. Dạ. Dạ rồi, chụp cho mẹ. Ở đây quán mình không có tên ha mấy chị, mấy o. Có tên không?
À không, không thấy có để bạn giống như ở Sài Gòn á hay Đà Nẵng đâu á. Vì... đúng rồi, ở đây là những cái mặt hàng thường dùng trong trong nhà các bạn nha. Ghé mua tên gì Lê Thị Hoa. Lê Thị Hoa. Các bạn nhớ ghé mua ủng hộ cho mẹ già. Mẹ già, mẹ tên Hoa. À, đây là chợ A Lưới mà. À, đúng rồi đó. Chợ A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rồi đây áo quần đẹp ghê á. Đây nhiều áo quần mỗi vậy. Cậu đi xa muộn rồi. Cậu lên dãy trên kia áo quần nhiều lắm. Dạ rồi. Trên này đẹp lắm. Rồi chào các dì các cô nha. Chào cậu nha. Dạ. Chúc mọi người buôn mua may bán đắt. Quá trời. Không cái chỉ đâu đó kìa. Đây quý bà con thấy không? Quần áo, giày dép, túi ba lô học sinh, cái gì cũng có. Thôi bây đầu giờ mình đi qua chiếc máy bay đi. Trời sắp mưa rồi bà con ơi. Sắp mưa, sắp mưa. Bây giờ mình sẽ đến đi vòng vòng quay luôn nha các bạn. Nhưng mà đi ngoài đường phải đội mũ bảo hiểm. Lên đây là nhà rông nè, và là máy bay này, công viên này. Đây các bạn nha, đường A Vòng đó, cái chữ A Lưới bự nhà ba lần luôn. Chứ nó là đường thông nha các bạn. Đẹp không, đẹp không các bạn? Ban đêm nghe nói đèn đẹp lắm. Bây giờ mình chạy lên chỗ chiếc máy bay nha, hôm hơi mưa rồi nha. Trời sắp mưa rồi. Có mật ong ạ. À, mật ong này mình đi rừng về luôn à. Oh. Đứng sát vô lề đi em. Đứng sát vô đây xíu nè. Qua. Ở đây lấy nhiều thế. Bảo cho anh xem coi nè. Đây mọi người ơi, mật ong rừng người dân mới đi lấy về. Bây giờ mình đem đi đâu đây? Về nhà hay là đi bán? Đi bán chưa mới đi. Ồ, giờ đem đi bán này hả? Ồ, mật ong nhiều chưa? Này mọi người ơi, mọi người xem mật ong này đã chưa? Ừ. Cái này mình bán sao đây? Ký 200. Bán ký hả? Bán ký. Cái này phải mấy chục ký rồi nha. Phải 20 ký. Phải 20 ký. Giờ mình xuống chợ hả? Hay làm sao? Đi bán. Mua. Ồ, rồi ok, cảm ơn nhiều đã nha. Rồi. Các bạn ơi, lên A Lưới này dễ gặp mặt không? Quá trời luôn nè. Mặt ông rừng tự nhiên nha. Rồi cảm ơn. Cảm ơn hai mẹ con hả? Hai mẹ con. Bye bye hai mẹ con. Chúc may mắn nha. Chúc bán được liền á, xuống là mua là được liền. Rồi bye bye thôi. Đây mọi người ơi. Giờ mình lên mình quay cái cảnh trên này nha. Cứ mở lên hai mẹ con ngày mai về mở lên kênh YouTube Đặng Hữu Nghị là thấy hai mẹ con đấy nha. Đây đi du lịch này đó, nhà mấy nhà sàn đẹp ghê không.
hải sản này đẹp cực kỳ luôn. Và ở đầu mình tới chiếc máy bay nha. Đẹp quá. Anh em nào muốn chụp hình lưu niệm thì đến A Lưới nha. Và máy trên kia thì đồi thông. Đẹp không các bạn ơi? Đẹp chưa? Cái này nếu mình ta cho vô thì đẹp biết mấy. Vô chụp hình làm lưu niệm. Các bạn thấy đẹp không? Đẹp không các bạn ơi? Trời ơi. Đây. Có số hiệu đàng hoàng. Đó, các bạn thấy có số hiệu không? Wow. Quá. Chiếc máy bay tuyệt đẹp. Wow. Wow, ở đây cái cây súng máy đã chưa? Wow. Súng máy to dễ sợ cho các bạn. Thấy rõ không các bạn ơi? Chị bị khó rồi. Wow, cái càng lái này các bạn. Sướng không? Đẹp không? Đẹp không các bạn ơi? Đẹp quá trời. Mưa tới rồi. Ai lên chụp hình chiếc máy bay này chưa coi? Các bạn nhớ đón xem kênh YouTube Đặng Hữu Nghị nha. Bye bye các bạn.